Lính chiến, tác giả Hồ Sơn Đài, giọng đọc Hải Yến, số 5. Cuối tháng 8 năm 1982, Thủ trưởng Phòng Quân báo thông báo tôi đi học. Trước đó, một anh bên phòng cán bộ mặt trận đã gọi điện thoại cho tôi, nói: "Này, chuẩn bị đi học nha." "Học gì?" tôi hỏi. "Học bổ túc ở Học viện Lục quân," anh phòng cán bộ trả lời. Tôi bàn giao công việc cho trưởng ban trinh sát mới, anh Lê Tấn Hùng, ở sư đoàn 309 về, rồi chia tay mọi người đi học. Về Sài Gòn bằng máy bay quân sự, phòng cán bộ quân khu tổ chức xe đưa số anh em đi học lên Đà Lạt. Vào Học viện Lục quân, tôi được xếp học lớp bổ túc gọi là đào tạo ngắn, chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành cấp trung sư đoàn. Cùng khóa với tôi có các anh Nguyễn Hồng Phúc và Lê Kim Hoàng, sư đoàn 5, Trương Văn Dưỡng, đoàn 477, Lê Tính, tỉnh đội Sông Bé, Nguyễn Địa Chất, sư đoàn 302, Lụa, phòng tác chiến, Nguyễn Xuân Hồng, trường sĩ quan lục quân 1, Cao Sơn Ca, trường sĩ quan lục quân 3, Thái Văn A, quân khu 4. Trong khóa bổ túc, tôi ít tuổi nhất. Học viện lục quân ngự trên ngọn đồi nằm ở phía bắc thành phố Đà Lạt. Nơi đây vốn là cơ sở của trường võ bị Liên quân Viễn Đông, quân đội Pháp. Năm 1950, Bảo Đại rời trường sĩ quan Việt Nam ở Huế vào, nhập với trường của Pháp, gọi là trường võ bị Liên quân Đà Lạt. Năm 1959, chính phủ Ngô Đình Diệm đổi tên thành trường võ bị quốc gia Đà Lạt. Với nhiệm vụ huấn luyện sĩ quan hiện dịch để cung cấp cho các quân chủng, hải quân, lục quân và không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lấy Học viện Lục quân West Point của Mỹ làm mẫu. Trường võ bị Đà Lạt tăng dần chương trình đào tạo từ 2 năm lên 4 năm. Chương trình lúc đầu tương đương với hệ cao đẳng, về sau chứng chỉ tốt nghiệp ngang bằng với cử nhân đại học. Sinh viên học xong 4 năm được phong quân hàm thiếu úy. Hầu hết các sĩ quan cao cấp của quân đội Sài Gòn đều trưởng thành từ trường này. Do tính chất như vậy nên cơ sở vật chất, giảng đường, phòng tập bài, phòng tập bắn súng, phòng ở học viên của Học viện Lục quân khá đầy đủ tiện nghi. Chương trình học ở học viện đối với tôi rất hay và bổ ích. Ngoài các môn học chung như triết học, đường lối, công tác đảng, công tác chính trị, chúng tôi được học bài bản về lý thuyết và tập bài các binh chủng, đặc biệt công tác chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành, các hình thức chiến thuật tiến công, phòng ngự, cấp trung đoàn và sư đoàn. Có những kiến thức rất mới đối với tôi như môn kỹ thuật quân sự. Chúng tôi được học kỹ về cấu tạo tính năng xe chiến đấu bộ binh, hệ thống khởi động, hệ thống làm mát, hệ thống cung cấp nguyên liệu, chuyển hướng, các quy luật hoạt động. Cơ sở vật chất của học viện khá khang trang, nhưng việc ăn uống còn kham khổ. Học viện quy định mỗi học viên mỗi tháng phải tăng gia sản xuất, nộp cho nhà bếp 12 cân rau và 6 cân rau nuôi heo. Nếu là cà chua hay hành thì 1 cân được tính bằng 4 cân. Lớp tôi kết hợp trồng nhiều loại rau, nhiều người trồng su su. Tôi đề xuất trồng bí ngô vì bí ngô dễ trồng, ít phải chăm sóc mà trọng lượng lại nặng. Muốn bí tốt phải có phân bò. Tôi rủ anh Cao Sơn Ca đi trộm phân bò trong trại bò của học viện. Anh Ca sinh năm 1947, quân hàm thượng úy, là giáo viên được cử đi bổ túc để về dạy, chứ không phải để chỉ huy. Đến trại bò không có dụng cụ, anh Ca thò tay bốc phân cho vào đầy 2 thùng. Tôi kiếm một cây gỗ làm đòn gánh, gánh về nơi trồng rau. Có bữa, bị cô nhân viên phòng hậu cần học viện nhìn thấy la lên: "Ôi, trộm phân bò, trộm!" Tôi gánh chạy như bay. Anh Ca vừa chạy theo vừa đỡ 2 đầu thùng để phân không rớt ra ngoài. Bí ra bông, đậu trái nhiều và lớn rất nhanh.
tháng nào chúng tôi cũng nộp đủ hoặc dư tiêu chuẩn cho nhà bếp. Đầu năm 1983, tôi bị tái sốt rét, phải nghỉ học. Nằm trong phòng, đắp chăn mở radio nghe. Đang chương trình thời sự, phát thanh viên đưa tin Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh ký quyết định tuyên dương đơn vị và các cá nhân là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tôi nghe loáng thoáng có tên mình, nhưng bán tín bán nghi, họ tên và chức vụ thì đúng là tôi, nhưng quê quán thì đài lại đọc là xã Đông Thịnh, trong khi xã tôi là Đồng Thịnh. Chiều, Nguyễn Xuân Hồng chạy ập vào phòng. Hòa anh hùng rồi, mày anh hùng rồi. Tôi hỏi lại, ai bảo ông? Báo đây, báo đây. Hồng dí tờ báo vào tay tôi vẫn chưa tin. Chưa chắc đâu, vì xã tôi tên khác. Hồng nhất quyết, thì mày chứ ai vào đây nữa. Đó là ngày 25 tháng 1 năm 1983, quyết định của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ký ngày 25 tháng 1 năm 1983, ngày 26 tháng 1 thì đài đưa tin. Tôi mừng nhưng vẫn có chút hồ nghi. Chiều hôm sau, có xe UAZ của học viện đến lớp chở tôi lên gặp giám đốc học viện. Giám đốc là Trung tướng Vũ Lăng. Ông hỏi tôi quê ở đâu, bao nhiêu tuổi. Tuổi còn trẻ thế, sao không học đào tạo lại học bổ túc. Riêng chuyện học bổ túc, lúc mới nhập học, anh Bình ở phòng cán bộ của học viện ngồi nhận giấy tờ, bảo tôi chuyển sang hệ đào tạo. Anh nói, tuổi còn trẻ quá mà không đi học dài hạn. Lúc đó tôi đã trả lời là không chuyển. Cấp trên bảo học gì thì tôi học đó. Tôi không thích học dài, chỉ khoái học ngắn. Sau khi hỏi thăm, giám đốc thông báo học viện sẽ tổ chức lễ trao danh hiệu anh hùng cho tôi. Trước khi tôi chào ra về, ông mở tủ đưa tôi một cây thuốc lá, hai hộp sữa và cho xe trở về phòng ở. Tôi rất cảm động. Sau đó 2 tháng, học viện tổ chức lễ trao quyết định anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tôi. Trang trọng đến bất ngờ, lễ đài tổ chức ở ngoài trời. Học viên các hệ đứng xếp thành hàng từng khối, nghe đọc quyết định. Rồi giám đốc học viện Vũ Lăng lên gắn huy hiệu cho tôi. Tiếp đến là bà Kudemskaya, phu nhân của ông cố vấn cục huấn luyện, lên tặng hoa và ôm hôn. Ngày hôm đó, toàn học viện, mỗi người được ăn thêm một đồng, mừng tôi được phong anh hùng. Sau khi được phong anh hùng, việc ra vào doanh trại của tôi trở nên khó khăn hơn. Các quy định trong học viện đề ra rất nghiêm ngặt, cả trong thi cử, bảo mật tài liệu, giờ giấc, đi lại. Ngày nghỉ, giờ nghỉ, muốn ra ngoài dạo phố, mua sắm, ăn uống, phải có giấy ra vào, mà giấy thì rất hạn chế. Trong học viện, có hệ đào tạo dành cho học viên Campuchia. Tôi người nhỏ con, da đen nhẻm, lại hay nói chuyện với mấy học viên Campuchia. Hồi đó tôi cũng đã biết khá nhiều tiếng Khmer. Lính gác cổng tưởng tôi là người Campuchia nên cứ cho tôi đi qua cổng mà không hỏi giấy tờ gì cả. Đến hôm tuyên dương anh hùng, ai cũng biết, cả vệ binh cũng biết mặt. Từ đó phải có giấy ra vào mới qua được cổng gác. Tháng 7 năm 1983, khóa học bổ túc chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành cấp trung sư đoàn kết thúc. Xe của Học viện Lục quân đưa chúng tôi về thành phố Hồ Chí Minh. Tôi được cho đi phép trước khi trở về đơn vị tiếp tục công tác. Tròn 2 năm, tôi mới lại có dịp về thăm bố mẹ và vợ con. Về đến nhà, thấy có nhiều thay đổi. Vợ tôi được chuyển về trường cấp 2 Đồng Thịnh dạy học. Ngoài việc dạy ở trường, vợ tôi còn xin nhận ruộng của xã làm thêm, nên kinh tế gia đình cũng đỡ hơn. Cháu Quang đã học hết lớp 1. Lần này cu cậu không còn lạ bố nữa, còn hỏi, bố đổi tên Hòa thành Hùng hả? Đúng dịp, xã tổ chức đại hội xã viên, các anh mời tôi lên kể chuyện chiến đấu, rồi mổ trâu liên hoan. Tranh thủ thời gian, tôi đi thăm Bẩm Chỉ ở Phú Sơn, nơi chúng tôi đóng quân huấn luyện trong thời kỳ đầu mới nhập ngũ. Sau gần 11 năm, Bầm già hơn nhưng vẫn khỏe. Người con trai của Bầm, anh Chi được nhập ngũ trong đợt tổng động viên năm 1974, được kết nạp vào đảng
là quân nhân chuyên nghiệp ở một đơn vị đóng tại Sơn Tây. Sau anh nghỉ hưu với quân hàm cấp tá, tôi đứng ở sân nhà Bầm Chỉ nhìn về phía núi Tam Đảo, bên cạnh là núi Sáng quê tôi, kỷ niệm những ngày mới nhập ngũ ùa về. Anh em trong đơn vị huấn luyện đặc công ngày ấy, giờ mỗi người một nơi, có người đã nằm lại đâu đó trong lòng đất. Trong thời gian tôi đi học, phòng quân báo mặt trận có nhiều thay đổi về nhân sự. Anh Phan Khương đi học ở Liên Xô, anh Trịnh Hiệp Hòa quyền trưởng phòng. Giữa năm 1983, xảy ra biến cố Xiêm Riệp. Do tin vào lời khai của tên địch Trá Hàng, Bộ Tư lệnh Mặt trận 479 và lãnh đạo tỉnh bạn nhận định có một số cán bộ trong bộ máy chính quyền bạn ở Xiêm Riệp hoạt động hai mặt. Sau đó, số cán bộ này bị bắt. Sai lầm trên một phần do cơ quan cung cấp nguồn tin không chính xác, sau này đã được sửa sai. Mặc dù vậy, một số cán bộ của ta bị kỷ luật. Sự kiện trên phản ánh tính chất phức tạp và khó khăn của công tác giúp bạn Campuchia lúc đó. Từ việc đánh giá nhận diện kẻ thù đến việc am hiểu tập quán văn hóa của bạn, sự tỉnh táo và rèn luyện bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ quốc tế nói chung, của những người làm nhiệm vụ quân báo nói riêng. Sau biến cố Xiêm Riệp, không khí trong phòng quân báo trùng xuống. Quyền trưởng phòng và trưởng ban nghiên cứu, trưởng ban điệp báo được chuyển về nước. Tôi được bổ nhiệm làm phó phòng quân báo, phụ trách công tác trinh sát bộ đội và trinh sát kỹ thuật. Cấp trên điều anh Lưu Phước Lộc làm trưởng ban nghiên cứu. Tôi biết anh Lộc từ ngày mới vào miền Nam, khi anh đang là trung đội trưởng ở phòng quân báo miền. Khi tôi về công tác ở tiểu đoàn 47, rồi phòng quân báo mặt trận, hai anh em vẫn thường gặp nhau. Anh chỉ cho tôi nhiều kinh nghiệm về nghiệp vụ điệp báo. Anh Lộc nhiều hơn tôi 12 tuổi, là con trưởng trong một gia đình toàn là chiến sĩ. Gia đình ông Lưu Phước Anh, bà Nguyễn Thị Xuân. Bà Nguyễn Thị Xuân là chắt nội bốn đời của thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, sách sử vẫn gọi là thủ khoa Huân. Ông Lưu Phước Anh thường gọi ông Tư Bình, quê ở Hội An, tỉnh Quảng Nam, đi bộ đội từ kháng chiến chống Pháp. Trong kháng chiến chống Mỹ, làm tỉnh đội trưởng tỉnh đội Phước Thành, chính ủy bệnh viện K71A của Trung ương Cục miền Nam. Sau năm 1975, ông làm chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 7, phó tham mưu trưởng mặt trận 479, kiêm đoàn trưởng đoàn 583. Các em của anh Lưu Phước Lộc có đại tá Lê Kim Hà, anh hùng lực lượng vũ trang, chủ nhiệm khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện quân y 175, đại tá Lê Kim Chi, phó giám đốc công ty dược và thiết bị y tế quân đội, trung tướng Lưu Phước Lượng, chính ủy quân khu 9, phó trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Sau này anh Lượng còn công tác chung với tôi ở sư đoàn bộ binh 5, tôi làm sư đoàn trưởng, còn anh làm phó sư đoàn trưởng về chính trị. Sau anh Lượng còn ba người em nữa đều từng là quân nhân. Giữa năm 1984, anh Bạch Vân được bổ nhiệm làm trưởng phòng quân báo thay anh Phan Khương lên giữ chức phó tham mưu trưởng mặt trận 479. Ngoài chức trách phó phòng chỉ đạo lực lượng quân báo trinh sát nắm địch trên tuyến biên giới, sau đại hội đảng tôi được giao kiêm công tác nội bộ và bí thư đảng ủy phòng. Sau thất bại nặng nề về quân sự, âm mưu đánh chiếm và kiểm soát địa bàn biên giới Campuchia-Thái Lan nhằm tạo nên hai vùng, hai lực lượng, hai chính quyền bị thất bại, bọn phản động Campuchia chủ trương tiếp tục đưa cái gọi là chiến tranh du kích vào nội địa, giành dân, xây dựng lực lượng phản động, ngầm hòng làm cho tình hình Campuchia bất ổn, tiến tới gây bạo loạn, cướp chính quyền ở từng khu vực, từng bước thực hiện âm mưu cơ bản xóa bỏ nhà nước Campuchia, thực hiện cai trị trên toàn bộ đất nước. Bước vào mùa khô năm 1983-1984, Ban Cán sự Đảng và Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện 719 đề ra chủ trương giúp bạn vận động quần chúng, nắm dân, xây dựng thực lực cách mạng, tổ chức đánh địch trên các địa bàn ở cả vùng biên giới và trong nội địa, tăng cường phòng thủ biên giới,
làm cho địch mất chỗ dựa trong dân, triệt nguồn vũ khí, lương thực tiếp tế từ biên giới vào. Thực hiện chủ trương trên, mặt trận 479 mở nhiều đợt tiến công, đánh vào các căn cứ và cơ quan trung ương của địch ở vùng biên giới Campuchia-Thái Lan. Trung đoàn 16, trung đoàn 174 tiến công đánh chiếm căn cứ phân khu 205 của địch ở Nong Chan. Trung đoàn 429 tập kích quân địch ở núi Cóc, đánh chiếm căn cứ Osamat. Sau đó liên tục tổ chức các đợt hoạt động tiến công các căn cứ khác của địch ở Okalua, Cam Riêng, Tà Xanh, Sam Lốt. Phòng quân báo chỉ đạo tiểu đoàn trinh sát 47A và lực lượng trinh sát sư đoàn 9, sư đoàn 5, sư đoàn 302 triển khai công tác nắm địch, phục vụ quân tình nguyện và lực lượng vũ trang bạn chiến đấu. Tôi được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo lực lượng trinh sát luồn sâu nắm tình hình hoạt động của sư đoàn 519 Pol Pot tại Raymond. Đợt luồn sâu nắm địch diễn ra thuận lợi. Trở về căn cứ, tôi được tư lệnh mặt trận gọi lên báo cáo tình hình địch trên tuyến biên giới thuộc địa bàn Bát Tâm Băng. Từ kết quả nắm địch của lực lượng trinh sát quân báo, sư đoàn 302 tiến công đánh chiếm căn cứ của sư đoàn 912 Pol Pot ở Cha Veng. Sư đoàn 5 tiến công căn cứ trung ương của Sreika ở khu vực Sang Ke, Hồ Ampin. Sư đoàn 309 tiến công căn cứ địch ở Bắc Phung Trách. Kết quả trong mùa khô năm 1983-1984, trên mặt trận biên giới, ta và bạn đã đánh tiêu hao một bộ phận quan trọng sinh lực của 4 sư đoàn địch 912, 980, 519, 320. Đánh chiếm đến đâu, tổ chức đứng lại chốt giữ, gây cho địch nhiều khó khăn trong tiếp tế và xâm nhập nội địa. Tháng 2 năm 1986, trưởng phòng Bạch Vân được cấp trên cho đi học ngắn hạn tại trường đảng quân khu 7. Tôi được tư lệnh mặt trận giao nhiệm vụ phụ trách phòng. Bước vào mùa khô năm 1985-1986, mặt trận 479 mở chiến dịch tiến công địch trên tuyến biên giới Campuchia-Thái Lan. Sư đoàn 9 tiến công địch tại Nong Chan, sư đoàn 5 tiến công địch tại Raymond và Ampin, sư đoàn 309 và sư đoàn 7 tiến công địch tại Tà Ngốc, Cao Mê Lai và Nông Pru. Tôi được Bộ Tư lệnh Mặt trận giao nhiệm vụ tổ chức lực lượng chuẩn bị chiến trường phía Tây Nam Pai Lin. Mục tiêu nghiên cứu là căn cứ sư đoàn 415 Pol Pot. Pai Lin là vùng có mỏ đá quý của Campuchia. Những viên đá xanh đỏ, trời mưa là nhìn thấy lộ thiên. Người dân nhặt đem bán, cứ đong đá đầy một lon sữa bò là được 800 ria. Pai Lin cũng là vùng khí hậu rất khắc nghiệt. Hoạt động ở đây nhiều ngày, phần lớn bộ đội đều bị sốt rét. Nhiều anh em bị ác tính dẫn đến tử vong. Sư đoàn 415 Pol Pot xây dựng căn cứ khá kiên cố tại Tây Nam Pai Lin, thường xuyên bung ra phục kích giao thông, tập kích hỏa tiễn H-12 vào các điểm đóng quân của ta. Tôi giao cho anh Lưu Phước Lộc, trưởng ban nghiên cứu ở nhà phụ trách phòng, còn mình trực tiếp chỉ huy đoàn công tác đi nghiên cứu địch tại Pai Lin. Đoàn có 35 cán bộ, chiến sĩ thuộc tiểu đoàn trinh sát 47A. Thời điểm đi làm nhiệm vụ đúng vào dịp Tết Nguyên đán Ất Sửu. Tổ chức cho bộ đội ăn Tết trước xong, tôi dẫn đoàn đi. Đến nơi, tôi cử một phân đội, có một cán bộ tiểu đoàn, một cán bộ đại đội, luồn sang đất Thái để trinh sát nắm chính xác căn cứ của địch. Sau một tuần, phân đội trinh sát trở về vẽ được sơ đồ. Tôi đánh giá cao kết quả thực hiện của anh em, nhưng thấy chưa yên tâm. Tôi yêu cầu Xanh, tiểu đoàn phó, và Đạo, đại đội trưởng đại đội 1, tiểu đoàn 47A đưa tôi vào tận căn cứ địch để quan sát kỹ hơn. Các anh tổ chức lực lượng đưa tôi đi, có cả quay phim Nguyễn Văn Minh cùng đi để quay căn cứ địch. Tôi bò vào gần đến tiền duyên căn cứ, nhìn thấy cả vị trí địch bố trí khẩu DKZ. Về sở chỉ huy ở Pai Lin, một thị xã nhỏ cách biên giới Thái Lan khoảng 10 cây số, tôi trực tiếp vẽ sơ đồ căn cứ, hệ thống phòng ngự của địch, báo cáo lên Bộ Tư lệnh Mặt trận. Cơ quan Bộ Tư lệnh và thủ trưởng các đơn vị chuẩn bị tham gia trận đánh đều dự nghe báo cáo. Xe tăng pháo binh cũng xuống Pai Lin. Mọi công tác chuẩn bị xong thì không hiểu vì lý do gì
cấp trên lệnh tạm hoãn trận đánh. Tư lệnh mặt trận Đỗ Quang Hưng, Sáu Hưng trở về căn cứ cơ bản ở Xiêm Riệp, giao cho anh Nguyễn Hồng Phúc, Năm Phúc, phó tham mưu trưởng mặt trận, phụ trách tác chiến ở lại cùng với tôi. Biết lực lượng của ta ở Pailin, địch thỉnh thoảng bắn hỏa tiễn H-12 vào các điểm nghi có quân tình nguyện trú đóng. Bị chiến tranh tàn phá, không điện nước, nhưng thị xã Pailin vẫn còn những ngôi nhà cũ. Chúng tôi ở trong một cái nhà mái bằng để hoang. Trước khi về, tư lệnh Đỗ Quang Hưng có con cần đước, một loại rùa lớn, khoảng mười mấy ký. Ông bảo, cho thầy trò mày ở lại làm ăn. Mấy chiến sĩ làm thịt con cần đước. Cậu Triệu Công Vụ xuống suối gánh mấy gánh nước đổ vào cái lu to đặt bên hông nhà. Thị xã rất nhiều lu, nhà nào cũng có lu to, lu nhỏ để xung quanh. Tôi xách cái khăn cà ma, mặc quần xà lòn ra tắm. Đang chuẩn bị tắm thì thấy hai cô gái bộ đội đi vào. Một cô là con nuôi anh Nguyễn Hồng Phúc, sau này là vợ Lê Núi Ngự, cán bộ thông tin trong đơn vị. Một cô là y tá bệnh viện quân y 7A tăng cường cho đội phẫu của mặt trận. Đội phẫu ở cách nơi chúng tôi gần một cây số. Hai cô đi bộ qua thăm chúng tôi. Tôi vội quay vào nhà mặc quần áo. Chúng tôi vừa ngồi nói chuyện thì địch tập kích. Một quả H-12 rơi nổ trúng ngay ban công. Phía dưới có cái lu nước tôi chuẩn bị tắm. Cái lu nước vỡ tan tành. Thật may, nếu hai cô gái không đến và tôi đang tắm ở đó thì không biết sẽ thế nào. Trong chiến tranh, mọi điều đều có thể xảy ra, có cả những may mắn không thể giải thích được. Kết thúc đợt công tác, phòng quân báo được tư lệnh mặt trận đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, nắm địch trên tuyến biên giới, phục vụ chỉ huy trong đợt hoạt động mùa khô. Tập thể phòng, tôi và anh Lưu Phước Lộc được đề nghị tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3. Trung đoàn Bộ binh 6. Sau thất bại mùa khô năm 1985, cả ba phái Khmer đều ồ ạt đưa lực lượng vào nội địa, thực hiện tổng đánh phum, quyết tâm kiểm soát bằng được 60-70% phum xã, xây dựng lực lượng ngầm, giành giật chính quyền từ cơ sở, đồng thời mở các đợt tiến công quân sự, tiến hành chiến tranh tâm lý, gián điệp, tập trung vào khu đông dân cư, thị xã, thị trấn để tạo thế, tạo lực, chờ thời cơ Việt Nam rút quân hoặc có giải pháp chính trị. Để đối phó với âm mưu và hành động của địch, quân tình nguyện Việt Nam phối hợp với lực lượng vũ trang và nhân dân bạn, triển khai kế hoạch xây dựng công trình phòng thủ tuyến biên giới Campuchia-Thái Lan, gọi tắt là K5. Tại địa bàn mặt trận 479, trên 4.200.000 ngày công, với 42.131 lượt dân công, 22.299 lượt dân quân của 6 tỉnh bạn được huy động để xây dựng K5. Chưa kể sự tham gia của 5 sư đoàn bộ binh, 2 trung đoàn công binh quân tình nguyện Việt Nam và 4 sư đoàn chủ lực quân đội Campuchia, với 490 km chiều dài và 150 m chiều sâu của tuyến phòng thủ, đã thực sự gây cho địch nhiều khó khăn trong việc chuyển quân và đưa vũ khí, phương tiện chiến tranh từ bên ngoài vào. Trong nội địa, quân tình nguyện cùng với bộ đội chủ lực bạn truy quét các tổ toán bu bám và các cứ lõm gần dân của địch sau mùa khô 1984-1985. Tháng 11 năm 1986, Sư đoàn 5, Sư đoàn 302, Sư đoàn 309, Đoàn 7704, Đoàn 7705 phối hợp với Sư đoàn 286 và Sư đoàn 179 của bạn mở các đợt hoạt động tiến công khu vực bàn đạp của Sư đoàn 519 Pol Pot, đường hành lang và nơi tập kết quan trọng của lực lượng ba phái tại khu vực giáp danh hai tỉnh Xiêm Riệp và Bát Tâm Băng, dọc tả ngạn sông Kra Lanh, bắc đường 6. Từ khi lên phòng quân báo mặt trận, tôi đã muốn ra đơn vị chiến đấu. Nay khí thế tiến công của quân tình nguyện Việt Nam càng thôi thúc tôi. Tôi còn trẻ, mới hơn 30 tuổi. Trên cơ quan toàn người lớn tuổi. Tôi tâm sự với trưởng phòng Bạch Vân. Anh Bạch Vân muốn giữ tôi lại. Không được, cậu phải ở đây chứ, tôi già rồi. Anh Bạch Vân lúc đó ngoài 50 tuổi. Tôi trình bày nguyện vọng với anh Phan Khương, phó tham mưu trưởng mặt trận. Anh Phan Khương nói,
mày ra bộ binh mới làm tướng được, chứ ở đây khó lắm. Anh nói chơi vậy, chứ anh ủng hộ. Tôi lại đề đạt lên phó tư lệnh tham mưu trưởng Khiếu Anh Lân và phó tư lệnh về chính trị Nguyễn Xuân Hòa, Tám Hòa. Hai ông này đều nói, cũng được, với điều kiện là tham mưu trưởng và trưởng phòng đồng ý. Một hôm, anh Phan Khương gặp tôi, nói, sắp tới tao đi họp, gặp anh Hoàng Dũng, tao sẽ nói phụ cho mày một câu. Ông Hoàng Dũng là tránh văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, anh trai của trưởng phòng Bạch Vân. Không hiểu anh Phan Khương nói phụ thế nào, ít ngày sau, anh Bạch Vân bảo tôi, đồng ý cho đi, nhưng chú phải tìm cho tôi người thay chú làm phó phòng và phụ trách cái ngành của chú. Vậy là tôi sẽ được ra đơn vị chiến đấu, nhưng chưa biết ra đơn vị nào. Ông Nguyễn Xuân Hòa nói, đưa nó về làm trung đoàn trưởng trung đoàn 174 hoặc 271. 174 và 271 là hai trung đoàn anh hùng. Ý của phó tư lệnh về chính trị là đưa tôi về đó để phát huy năng lực. Nhưng ý của ông Khiếu Anh Lân lại là đưa nó về trung đoàn 6. Trung đoàn 6 này đang yếu, nếu làm được thì đưa nó lên, không làm được thì nó còn phải rèn luyện thêm. Tháng 12 năm 1986, tôi có quyết định về trung đoàn bộ binh 6. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.